Kính thưa quý khán thính giả, bên cạnh chúng tôi là nghị viên Nguyễn Mạnh và ngày hôm nay là ngày 20 tháng 10 năm 2015 tại City Hall, thành phố San Jose. Dạ thưa nghị viên, xin ông cho biết mục đích của buổi sinh hoạt ngày hôm nay được tổ chức tại đây ạ. Cảm ơn anh Mỹ Lợi và cũng cảm ơn Việt Vùng Vịnh và xin thân chào quý vị audience của Việt Vùng Vịnh trong vùng Bay Area và đặc biệt là San Jose. Thì cái chương trình ngày hôm nay đó trước hết là để mời đồng bào đến tham dự cái buổi mà thảo luận cũng như là bỏ phiếu quyết định của Hội đồng thành phố San Jose về một cái nghị quyết, đó là nghị quyết chống, nghị quyết trừng phạt những ai mà vi phạm torture, tức là tra tấn, vi phạm có cái hành vi tra tấn ở bên Việt Nam, và đồng thời cũng làm cái nghị quyết yểm trợ cho cái dự luật HR 2140 của Hạ viện Hoa Kỳ. Cái nghị quyết của Hạ viện Hoa Kỳ cũng cùng cái bản chất là chống tra tấn cũng như là yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ phải có biện pháp trừng phạt những ai vi phạm tra tấn và những ai vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Thì hôm nay chúng tôi mời đồng bào đến để mà chứng kiến cái phiên họp đó, cũng như là việc Hội đồng thành phố San Jose sẽ bỏ phiếu mà theo tôi nghĩ là nhiều phần sẽ được thông qua. Và thứ hai nữa, đây cũng là cái dịp mà để cho cá nhân tôi và nghị viên Nguyễn Tâm cảm tạ cũng như là những gì mà Đồng Hương Việt Nam đã yểm trợ cho hai nghị viên người Việt vào được Hội đồng thành phố San Jose để mà tranh đấu cho quyền lợi của người Việt tị nạn cộng sản ở thành phố này. Khoảng 200 người Việt cùng đại diện của một số tổ chức hội đoàn và truyền thông báo chí người Việt ở San Jose và vùng Nam Vịnh đã tham dự chương trình vận động cho nghị quyết trừng phạt những ai vi phạm tội tra tấn ở Việt Nam, đồng thời yểm trợ cho dự luật nhân quyền Việt Nam HR 2140 của Hạ viện Hoa Kỳ tại tòa thị chính San Jose trong buổi chiều tối thứ ba ngày 20 tháng 8 năm 2015 vừa qua. Thưa quý vị, bên cạnh chúng tôi là nghị viên Nguyễn Tâm, và thưa ông, xin ông cho biết rằng mục đích của cái buổi sinh hoạt ngay bây giờ để gặp gỡ đồng hương để làm gì ạ? Thưa, hôm nay là cái buổi họp báo và gặp gỡ thân mật của nghị viên Nguyễn Mạnh tổ chức và cùng chúng tôi để bảo trợ cho cái dự luật tối hôm nay chúng ta sắp sửa bầu phiếu vào lúc 7 giờ tối. Và bây giờ lúc 6 giờ là để có cái buổi họp báo chia sẻ và tâm tình với nhau để nói về cái sự cái cương quyết chúng ta đấu tranh ủng hộ cho dự luật mà nhân quyền Việt Nam là cái HR mà 2140 đã được thông qua tại Hạ viện Hoa Kỳ và đang ba muốn tranh đấu để được thông qua luôn tại Thượng viện. Vì vậy, không những chúng ta ngày hôm nay sẽ ra một cái dự luật tại San Jose để yểm trợ cho những cái luật nhân quyền đó, mà còn có một cái chúng ta gọi là cái anti-torture, là chống những vấn đề hình thức bất hình thức nào mà bạo hành, bóc lột đối với người dân Việt Nam do cái chính quyền cộng sản. Vì vậy, trong cái hôm nay là một đánh dấu, một biến cố quan trọng trong sự lớn mạnh về sinh hoạt chính trị, đồng thời đoàn kết sức mạnh của chúng ta trong việc đấu tranh cho quê hương đất nước và cộng đồng chúng ta ngày hôm nay. Lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ. Quốc ca Hoa Kỳ. It's the U.S. National Anthem. Oh, say can you see by the dawn's early light. Quốc ca Hoa Kỳ. Quốc ca Việt Nam. Do hai nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang và Đinh Gia Lộc
vào năm 1966 tại miền Nam của Việt Nam. Thì phong trào yoga được thành lập với tôn chỉ là dùng tiếng hát chung của cộng đồng để mà tô điểm cho nền văn hóa dân tộc một màu xanh đầy hy vọng, cũng như là giúp cho xây dựng một quê hương đất nước thanh bình với nền độc lập tự do dân chủ. Và sau đây Kiều Hạnh xin mời quý vị thưởng thức yoga từ đoàn yoga của miền Bắc California của chúng ta. Phát biểu trong dịp này, nghị viên Nguyễn Tâm của quận 7 đã ngỏ lời chào mừng cũng như cảm ơn sự hưởng ứng đông đảo của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản cho nghị quyết trừng phạt những ai can tội tra tấn và vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, và cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử San Jose hai nghị viên gốc Việt cùng lên tiếng tranh đấu cho quyền lợi của cộng đồng và lý tưởng tự do dân chủ của người Việt. Đây là một bước đầu tiên của những sự đấu tranh dai dẳng của cộng đồng chúng ta. Đặc biệt là đầu tiên trong lịch sử có hai nghị viên ở thành phố sẽ lên tiếng nói đấu tranh cho hai việc. Vì thứ nhất là quyền lợi của thể cộng đồng, và vì thứ hai là ý quyền lý tưởng tự do tài nguyên nhà. Chúng ta sắp sửa trong 10 tiếng nữa sẽ biểu quyết dự luật ủng hộ cho dự luật tại Hạ viện 2040 vì nhân quyền Việt Nam và chống sự bóc lột bạo hành của cộng sản của nhân dân. We welcome you all. This is the historic moment. Thank you for coming. And this is only the first of many important steps in the long fight for the voice of the people who define the voice, for the people who stand up for the human rights and democracy in Vietnam. Tiếp lời nghị viên Nguyễn Tâm, nghị viên Johnny Chemis của quận 10 cũng đã bày tỏ sự ủng hộ cho cuộc tranh đấu đòi tự do dân chủ và nhân quyền cho người Việt ở Việt Nam của cộng đồng người Việt ở San Jose. Và là một di dân tị nạn Palestine, nghị viên Chemis rất cảm thông với nguyện vọng cùng khát khao cho tự do dân chủ của người Việt Nam. Askelra, một nghị viên bạn khác của cộng đồng người Việt ở quận 2 và đồng thời còn là ứng cử viên tranh cử chức vụ dân biểu tiểu bang California, đơn vị số 27, đã bày tỏ sự vinh dự cùng với hai nghị viên người Việt Nguyễn Tâm và Nguyễn Mạnh cùng thị trưởng Sam Ricardo đồng bảo trợ cho nghị quyết trừng phạt những ai tra tấn và vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Theo nghị viên Askelra, thì nghị quyết này là một thông điệp nói cho chính quyền Cộng sản Việt Nam biết là chính quyền San Jose cũng như tiểu bang California không chấp nhận tra tấn và áp chế của công quyền, đồng thời cam kết hợp tác tích cực với cộng đồng người Việt trong cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. And in the brief time that I've been serving with Councilor Van Nguyen, it is very clear that civil rights and human rights are paramount to his service, and we have connected very well on that issue. And I look forward to serving the rest of my term on the City Council with someone like Van Nguyen, who has shown that he has the integrity and dignity to stand up for freedom here in San Jose and anywhere around the world. So thank you all.
nghị viên Nguyễn Mạnh trong phần phát biểu đã kêu gọi người Việt hải ngoại tích cực tiếp tay cho những nhà đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền trong nước hiện đang phải đối đầu với rất nhiều khó khăn trong tình cảnh khá đơn độc và phũ phàng. Vì chính phủ Hoa Kỳ đã vì quyền lợi chiến lược và đã đang theo đuổi đường lối thân thiện với Cộng sản Việt Nam bất chấp các vi phạm nhân quyền của Hà Nội. Good evening. It's my honor and pleasure and very grateful for being here with you. Tonight represents an opportunity that too many abroad in places like Vietnam are not afforded a chance to speak. Kính thưa quý vị, chúng tôi rất là hân hạnh được đón tiếp quý vị ngày hôm nay ở tòa thị chính của thành phố San Jose. Như quý vị được biết là cuộc chiến tranh Việt Nam đã kết thúc vào năm 1975. Tuy nhiên, cuộc chiến đấu đòi giành lại tự do dân chủ cũng như đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam sẽ mãi mãi tiếp tục cho đến khi nào tất cả người Việt Nam chúng ta tại quê nhà được hưởng tất cả những gì mà chúng ta đã được hưởng tại xứ sở này ngày hôm nay. Đó là tự do, đó là nhân quyền, đó là tất cả những quyền cơ bản của con người cần phải được tôn trọng trên đất nước của chúng ta. Đây là một cuộc chiến không phải dễ dàng, rất là khó khăn vì chúng ta đang ở trong một cái hoàn cảnh phải nói khá phũ phàng, là bởi vì vì quyền lợi chiến lược, quốc gia Hoa Kỳ hiện nay đang tìm mọi cách để mà thân thiện với chính phủ cộng sản ở bên Việt Nam, mặc dù chính phủ Hoa Kỳ luôn luôn đòi hỏi cái chính quyền đó phải tôn trọng tự do dân chủ và nhân quyền, nhưng trên thực tế đã không có một cái nỗ lực cụ thể nào để ép buộc thể chế tại Việt Nam hiện nay làm điều đó, và đó là cái sự phũ phàng của thực tế. Tuy nhiên, đồng bào chúng ta, tất cả những người hiện nay vẫn còn cái can đảm để mà đấu tranh cho tự do dân chủ tại bên nhà, rất cần đến sự trợ giúp của người Việt hải ngoại, và đó là trọng trách và đó là nhiệm vụ của tất cả mọi người Việt chúng ta cần phải tiếp tục cuộc chiến này để mà yểm trợ, hỗ trợ tinh thần cho những ai hiện nay đang khao khát ước vọng tự do dân chủ tại Việt Nam, còn nhìn thấy tương lai của chúng ta là người Việt đây. Quốc gia thân phong, thất phu hữu trách, tất cả mọi người chúng ta dù nay không còn gần gũi với quê hương dân tộc, nhưng lúc nào tinh thần chúng ta cũng nghĩ đến dân tộc, cũng nghĩ đến người dân tại Việt Nam. Và một lần nữa, tôi mong rằng tất cả mọi người, chúng tôi cũng như là quý vị, chúng ta mỗi người góp một bàn tay để mà xây dựng nước Việt Nam tốt đẹp hơn, thịnh vượng hơn, và tự do dân chủ sẽ vãn hồi trên quê hương đất nước. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn. Lên tiếng trong phiên họp của Hội đồng thành phố, bàn về nghị quyết trừng phạt những ai vi phạm tội tra tấn ở Việt Nam, đồng thời yểm trợ cho dự luật nhân quyền Việt Nam HR-2140 của Hạ viện Hoa Kỳ. Ông Bob Vương, cựu sĩ quan cao cấp của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, từng bị nhốt tù cải tạo và áp chế trong nhiều năm sau chiến tranh, đã kêu gọi Hội đồng thành phố San Jose thông qua nghị quyết nhằm trợ giúp cho 90 triệu dân ở Việt Nam lật đổ chính phủ Cộng sản Hà Nội, cũng như bảo vệ Trường Sa và Hoàng Sa. Xin phép quý vị cho tôi được phép nói bằng tiếng Việt, và con tôi là Vương Ngọc Quyền sẽ dịch ra tiếng Mỹ cho quý vị. Rồi, tôi là Bốp Quả Vương, một người dân Việt đã từng bị ảnh hưởng của cái sự kèm kẹp của chế độ Cộng sản Hà Nội, và chúng tôi, cả gia đình chúng tôi đã là nạn nhân trực tiếp của chế độ. Và chúng tôi xin cảm ơn các nghị viên và thành phố, thị trưởng San Jose đã ra cả hai cái nghị quyết mà chúng tôi là nạn nhân trực tiếp của cái sự trừng phạt của chế độ Cộng sản Hà Nội. Tôi đã từng làm với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa trước kia và đã là giám đốc nhà thanh tra quân phí dưới quyền có 6 ông đại tá và 100 sĩ quan của nhà. Và hiện nay chúng tôi xin vắn tắt là nói về hai vấn đề mà chúng tôi
ngoài cái chuyện đã cảm ơn cái nghị quyết do quý vị làm ra đối với chế độ cộng sản, thì cái còn hai điểm còn lại chính yếu là chúng tôi muốn rằng tất cả mọi người dân Việt ở hải ngoại này là ủng hộ cái 90 triệu dân Việt Nam ở trong nước nghe lật đổ chế độ cộng sản Hà Nội, bởi vì chế độ cộng sản Hà Nội đã cai trị oai ăn và tham nhũng, nghe là bóc lột dân chúng rồi ha. Và chúng tôi kêu gọi mọi người cùng chúng 90 triệu dân trong nước nghe là bảo vệ Trường Sa và Hoàng Sa và lật đổ chế độ cộng sản Hà Nội. Quickly. Thank you. Quickly, my name is Bob Vong. My family was persecuted by the Vietnamese Communist government. He was sent to re-education camp. My mom was sent to prison. Our assets were confiscated. So this resolution is something that he has been waiting for the last 40 years. And the two messages he would like to pass on is that please, the overseas Vietnamese, please support the people in Vietnam to fight for freedom and to keep, and he wants to reaffirm the Spratly and Paracel Islands belong to Vietnam. Thank you. Nhà hoạt động cộng đồng Đỗ Hùng, cũng là chủ tịch Lido Sài Gòn Foundation, kêu gọi hội đồng thành phố thông qua nghị quyết trừng phạt tra tấn như một chỉ dấu cho thấy sự quan tâm của chính quyền San Jose đối với nguyện vọng của cư dân người Việt. By passing this, I would like to ask the city pass this resolution, because by passing this resolution, it will ring the bell all the way to Vietnam and to the free world that the city of San Jose, where the most Vietnamese emigres reside, that the city elected official have listened, share, concern their most citizen here in the city of San Jose, and also to let the whole world know that the city elected official of San Jose do care and listen to their constituency and also our ally. And hopefully one day that our main concern on human rights and democracy in Vietnam will be resolved, and one day we hope that we invite the city elected official visit the new free Vietnam. Thank you. Thank you. Luật sư Jimmy Nguyễn, người có ý định ra tranh chức nghị viên quận 8, cũng đã mạnh mẽ kêu gọi hội đồng thành phố San Jose thông qua nghị quyết rất quan trọng đối với cộng đồng người Việt. Good evening, Vice Mayor, City Council members. My name is Jimmy Nguyễn. I'm here to speak on behalf of this resolution. I hope that the City Council will pass it. It's important for us to support our people, our neighbors around here and around the world. I especially want to commend Councilmember Tam Nguyen, Ashkara, and Councilmember Johnny Kimes for supporting this along with Mayor Leocardo. Thank you very much. Mở đầu phần thảo luận của các nghị viên hội đồng thành phố, nghị viên Nguyễn Mạnh đã ngỏ lời cảm ơn sự ủng hộ của thị trưởng Sam Leocardo, nghị viên Nguyễn Tâm và nghị viên Ashkara, cũng như dân biểu liên bang Joe Loplin cho nghị quyết, đồng thời kêu gọi đồng viện bỏ phiếu thông qua nghị quyết này để gửi thông điệp cho thế giới cũng như cho Cộng sản Hà Nội biết là thành phố San Jose không dùng chấp tra tấn và nước Mỹ cũng như dân Mỹ không bao giờ bán lương tâm cho quyền lợi chính trị cục bộ. HR 21406 to bolster our nation's effort to demand human rights from Vietnam. But this is also signals to all other nations who commit acts of torture on their own political prisoners. Our nation, our people will not mortgage our moral authorities and leadership for geopolitical gain. We have an opportunity today to send a strong message, and I hope my colleagues will join me in this effort. Thank you. Tiếp lời nghị viên Nguyễn Mạnh, nghị viên Nguyễn Tâm cũng hối thúc đồng viện thông qua nghị quyết trừng phạt tra tấn và vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Nghị viên Tâm đã đưa ra bản báo cáo thường niên của tổ chức dòm chừng nhân quyền Human Rights Watch. Theo đó, trong 3 năm qua, đã có 226 người thiệt mạng trong các bót cảnh sát ở Việt Nam, với viện dẫn của phía công quyền Hà Nội là hầu hết chết vì tự tử. Theo nghị viên Nguyễn Tâm, thì đó là bằng chứng rõ rệt cho thấy tình trạng tra tấn đánh chết người thường xuyên xảy ra ở Việt Nam.
week ago, the Human Rights Watch found out and came to a conclusion within 3 years, there were 226 unexplicable deaths within the Vietnamese police station, from normal people who have a ticket violation, put into jail, 3 days later, the person died. And out of 226, most of the explanation was they committed suicide. So the torture rate and the abuse of citizens, of people who cannot speak out of Vietnam is horrendous. The problem is, nghị viên Mỹ gốc Ấn Escala, người đồng bảo trợ cho nghị quyết, cho biết rất vinh dự được đồng bảo trợ cho dự án vì Hoa Kỳ là ánh sáng soi đường cho tự do trên toàn quốc, trên toàn cầu, và nước Mỹ không thể vì quyền lợi tiền bạc hay vật chất mà làm lơ cho sự bất công và bạo tàn. We should never allow our greed and hunger for money to cause us to ignore injustice and brutality, ever. And I think in this situation here, I'm appreciative of the support for this particular congressional action, because I think it makes a very clear statement that we will never allow greed or individual economic benefits or individual relationships take precedence over clear human rights violations. And so it's with that that I proudly support the motion put forth by Councilmember Ahmaud Nguyen, seconded by Tam Nguyen, and believe that this should be the first of many opportunities we take to stand up on behalf of the people of Vietnam. Nghị viên người Mỹ gốc Mễ Raul Perales của quận 3 với cùng quan điểm cho biết đó là điều quan trọng để chúng ta, những người lãnh đạo của California và của thung lũng điện tử, cũng như lãnh đạo của quốc gia và toàn thế giới, giữ vững những giá trị cơ bản của chúng ta, đặc biệt là các giá trị nhân quyền. It's definitely important for us being a leader in California, in the Silicon Valley, but really in the nation and in the world, that we hold true to our values, and I think we've shown that in many instances this year, especially around human rights, and that's most definitely one of the core values that I hold and that I brought into this role here in office, and one that myself and my team stick to as well, with really everything that we look at, and knowing just the how fast and rapidly evolving Vietnam is, and everything that they have going on with them economically and in their environment, we want to make sure that they're also sticking up for their people, and that they're following really the same human basic human rights that we so desire and that people deserve as well. And lastly, like many of those here in San Jose, in the Vietnamese community, I too come from an immigrant family, and I'm often concerned as well with what's going on in the country of my family's origin, and it's important that we be those voices here for these issues around human rights. So thank you again. Một nghị viên bạn khác của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, Johnny Kemis ở quận 10, và cũng còn là di dân từ Palestine, cho biết ông ủng hộ nghị quyết này vì đó là chiến thắng của quỷ dữ nếu những người tài giỏi không làm gì. Councilmember Camus. You know, I've actually taken issue with most of national and international memos in the past. I've never voted in favor of a national and international memos. You know, most of them are politically motivated, but this is one that has human rights attached to it. I was the chairman of the Human Relations Commission for Santa Clara County for many years, and in doing so, I've learned a quote from Edmund Burke: "The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing." And so, if this small gesture is it would help anybody avoid going to prison or being detained or being abused in some way, I think it's the minimum I could do. And that's why I am going to support this proposal. Wish you all luck. Nữ nghị viên Rucerella của quận 8, người chủ tọa phiên họp
thay thế cho thị trưởng Sam Licardo vắng mặt, cho biết từng là một nạn nhân của thảm họa lò sát sinh người Do Thái. Với thân nhân, có người sống sót, có người bị sát hại, bà biết rất rõ về giá trị của nhân quyền, do đó rất hân hạnh ủng hộ cho nghị quyết. Thank you, and I just want to say that I salute my colleagues and appreciate their bringing this forward. I appreciate the community for being patient and waiting to testify, and thank you so much for being here. I absolutely support this. In my own background, I come from a Jewish family who has I had relatives who some survived the Holocaust and some did not. So it's in my background and in every fiber of my being to fight for human rights. And I think that it's in the fine tradition of this country that those who can speak out do so. And so it is the essence of this country, of America, to stand up for human rights. So I proudly support this, and I appreciate my colleagues for supporting this as well. Người phát biểu sau cùng là nghị viên Peruzzi Oliverio của quận 6, bày tỏ sự tôn trọng đối với hai nghị viên người Việt cũng như cộng đồng Việt Nam. Tuy nhiên, cho biết không thể bỏ phiếu ủng hộ vì đây là một vấn đề quốc gia và quốc tế, không nằm trong thẩm quyền của thành phố, cho dù nghị viên Oliverio biết là nghị quyết sẽ được đồng viện thông qua dễ dàng. Thank you, Vice Mayor. I just want to say I have the utmost respect for my colleagues Monwin and Tomwin. I'm very happy that you're my colleagues. I'm happy that you're leaders in your community and you're leaders in the city of San Jose. However, for the last 9 years, I've been very consistent in not supporting anything to do with national or international policy. So my dissent vote means no disrespect to you or your families, friends, and culture. I do understand what's before us, but again, it's of international nature. I'm not in the Congress, and I don't see it within the city charter. And the only other thing I think it opens up is there are many, many, many other countries. If you go to Amnesty International, Human Rights Watch, and I forgot the other website I went to, that lists a plethora of countries that have egregious human rights conditions, and even countries we do a lot of business with, like India, China, Russia, et cetera. And I think that just opens, you know, for more. But again, I'm happy that you have a motion on the table. I know it'll pass very well, and wish you all the best. Okay, we do have a motion, and let's now vote on it. And the motion passes with one absent and one voting no. Kết quả cuộc bỏ phiếu với 9 phiếu thuận, 1 phiếu chống và 1 phiếu vắng mặt, hai nghị viên Jeff P. Jones của quận 1 và nữ nghị viên Magdalena Carrasco của quận 5 không lên tiếng phát biểu nhưng đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết. Đây là nghị quyết thứ 3 được Hội đồng thành phố San Jose thông qua và là một thành công quan trọng khác của tập thể người Việt tị nạn Cộng sản San Jose, đòi hỏi Cộng sản Hà Nội tôn trọng tự do, dân chủ và nhân quyền cho người dân ở Việt Nam. Kết quả của cái cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay như quý vị đã được nhìn thấy, nó là 9 trên 1. Thì coi như là mình đã thành công trong vấn đề mà thông qua cái nghị quyết trừng phạt những người nào mà phạm cái tội tra tấn cũng như là trừng phạt tất cả những người nào vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Thì đây là một cái thành công không của riêng ai mà của toàn thể cộng đồng người Việt chúng ta. Và với cái thành công này, chúng tôi hy vọng rằng thì là chúng ta đã nói cho cái giới lãnh đạo Việt Nam, Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội đó, là họ hiểu rằng họ cần phải thay đổi để mà có thể mà đem lại tự do, dân chủ và phúc lợi cho người dân ở bên nhà. I'm Councilmember Ash Kalra, and it's an honor for me to be here in support of the people of Vietnam and for freedom for the people of Vietnam. I was happy to join the mayor as well as Councilmembers Man Nguyen and Tam Nguyen in supporting a resolution from the city of San Jose today that urges the United States Congress to ensure that they urge the government of Vietnam to abide by human rights and human decency, to ensure that they don't punish people for freedom of expression, that they stop the brutality against their own people, and that we as a community here in San Jose that loves our Vietnamese community, that we're going to stand up and speak up every opportunity that we have to speak up for freedom. Tonight, we did that, and I'm very proud to have been part of that. Dạ vâng, thưa quý vị và thưa anh Mỹ Lợi, Kiều Hạnh rất là vui, cảm thấy kết quả rất là mỹ mãn cho
tất cả những cư dân ở San Jose, đặc biệt là cho cộng đồng người Việt của chúng ta ở hải ngoại đã tranh đấu cho nhân quyền ở bên Việt Nam. Và Kiều Hạnh rất là vui mừng, rất là phấn khởi và tự hào là người Việt chúng ta, cộng đồng người Việt chúng ta đã chung tay để mà giúp cho nghị quyết này được thông qua. Đây là lần thứ ba Brian được soạn thảo một phần nào trong cái nghị quyết này, thì Brian rất là hân hạnh được đóng góp cái phần đó và rất mừng là hội đồng thành phố đã pass. Dĩ nhiên đây chúng ta không ngừng ở đây, chúng ta đây là ba bước chúng ta đã làm, nhưng mà chúng ta cái đường còn dài, chúng ta phải tiếp tục tranh đấu cho những người tranh đấu cho nhân quyền, cho tự do, cho dân chủ ở Việt Nam. San Jose trước đó hồi năm 2005 đã thông qua nghị quyết do nghị viên Chuck Reed đệ nạp vinh danh và công nhận cờ vàng của Nam Việt Nam như một biểu tượng của tự do. Và trong năm 2014, San Jose một lần nữa đã thông qua nghị quyết thứ hai do nghị viên Sam Decano chủ xướng ngăn cấm mọi giao dịch giữa San Jose và chính phủ Cộng sản Hà Nội. Mỹ Lợi tường trình từ San Jose xin thân ái kính chào quý vị. Individual economic benefits or individual relationships take precedence over clear human rights violations. And so it's with that I proudly support the motion put forth by Councilmember Ahmad Nguyen, seconded by Tam Nguyen, and believe that this should be the first of many opportunities we take to stand up on behalf of the people of Vietnam. Nghị viên người Mỹ gốc Mễ Raul Perales của quận 3 với cùng quan điểm cho biết đó là điều quan trọng để chúng ta, những người lãnh đạo của California và của thung lũng điện tử, cũng như lãnh đạo của quốc gia và toàn thế giới, giữ vững những giá trị cơ bản của chúng ta, đặc biệt là các giá trị nhân quyền. It's definitely important for us being a leader in California and the Silicon Valley, but really in the nation and in the world, that we hold true to our values, and I think we've shown that in many instances this year. Especially around human rights, and that's most definitely one of the core values that I hold and that I brought into this role here in office, and one that myself and my team stick to as well, with really everything that we look at, and knowing just the how fast and rapidly evolving Vietnam is, and everything that they have going on with them economically and in their environment. We want to make sure that they're also sticking up for their people, and that they're following really the same basic human rights that we so desire and that people deserve as well. And lastly, like many of those here in San Jose, in the Vietnamese community, I too come from an immigrant family. And I'm often concerned as well with what's going on in the country of my family's origin, and it's important that we be those voices here for these issues around human rights. So thank you again. Một nghị viên bạn khác của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, Johnny Kemis ở quận 10, và cũng còn là di dân từ Palestine cho biết ông ủng hộ nghị quyết này vì đó là chiến thắng của quỷ dữ nếu những người tài giỏi không làm gì. Councilmember Kemis. You know, I've actually taken issue with most of national and international memos in the past. I've never voted in favor of national and international memos. You know, most of them are politically motivated, but this is one that has human rights attached to it. I was the chairman of the Human Relations Commission for Santa Clara County for many years. And in doing so, I've learned a quote from Edmund Burke, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. And so if this small gesture would help anybody avoid going to prison or being detained or being abused in some way, I think it's the minimum I could do. And that's why I am going to support this proposal. I wish you all luck. Nữ nghị viên Russerella của quận 8, người chủ tọa phiên họp thay thế cho thị trưởng Sam Licardo vắng mặt, cho biết từng là một nạn nhân của thảm họa lò sát sinh người Do Thái
với thân nhân, có người sống sót, có người bị sát hại. Bà biết rất rõ về giá trị của nhân quyền, do đó rất hân hạnh ủng hộ cho nghị quyết. Thank you, and I just want to say that I salute my colleagues and appreciate their bringing this forward. I appreciate the community for being patient and waiting to testify, and thank you so much for being here. I absolutely support this. In my own background, I come from a Jewish family who has I had relatives who some survived the Holocaust and some did not. So it's in my background and in every fiber of my being to fight for human rights. And I think that it's in the fine tradition of this country that those who can speak out do so. And so it is the essence of this country, of America, to stand up for human rights. So I proudly support this, and I appreciate my colleagues for supporting this as well. Người phát biểu sau cùng là nghị viên Peruzzi Oliverio của quận 6, bày tỏ sự tôn trọng đối với hai nghị viên người Việt cũng như cộng đồng Việt Nam. Tuy nhiên, cho biết không thể bỏ phiếu ủng hộ vì đây là một vấn đề quốc gia và quốc tế, không nằm trong thẩm quyền của thành phố, cho dù nghị viên Oliverio biết là nghị quyết sẽ được đồng viện thông qua dễ dàng. Thank you, Vice Mayor. I just want to say I have the utmost respect for my colleagues Monwin and Tomwin. I'm very happy that you're my colleagues. I'm happy that you're leaders in your community and you're leaders in the city of San Jose. Lắc đầu, chế độ cộng sản Hà Nội. Quickly. Thank you. Quickly. My name is Bob Vong. My family was persecuted by the Vietnamese Communist government. He was sent to re-education camp. My mom was sent to prison. Our assets were confiscated. So this resolution is something that he has been waiting for the last 40 years. And the two messages he would like to pass on is that please, the overseas Vietnamese, please support the people in Vietnam to fight for freedom and to keep, and he wants to reaffirm the Spratly and Paracel Islands belong to Vietnam. Thank you. Nhà hoạt động cộng đồng Đỗ Hùng cũng là chủ tịch Lido Sài Gòn Foundation kêu gọi hội đồng thành phố thông qua nghị quyết trừng phạt tra tấn như một chỉ dấu cho thấy sự quan tâm của chính quyền San Jose đối với nguyện vọng của cư dân người Việt. By passing this I would like to ask the city pass this resolution because by passing this resolution it will ring the bell all the way to Vietnam and to the free world that the city of San Jose where the most Vietnamese emigrants reside that the city elected official have listened, share concern their most citizen here in the city of San Jose, and also to let the whole world know that the city elected official of San Jose do care and listen to their constituency and also our ally. And hopefully one day that our main concern on human rights and democracy in Vietnam will be resolved. And one day we hope that we invite the city elected official visit the new free Vietnam. Thank you. Thank you. Luật sư Jimmy Nguyễn, người có ý định ra tranh chức nghị viên quận 8, cũng đã mạnh mẽ kêu gọi hội đồng thành phố San Jose thông qua nghị quyết rất quan trọng đối với cộng đồng người Việt. Good evening, Vice Mayor, City Council members. My name is Jimmy Nguyen. I'm here to speak on behalf of this resolution. I hope that the City Council will pass it. It's important for us to support our people, our neighbors around here and around the world. I especially want to commend Councilmember Nguyen, Tam Nguyen, Ashkara, and Councilmember Johnny Kimes for supporting this along with Mayor Leocardo. Thank you very much. Mở đầu phần thảo luận của các nghị viên hội đồng thành phố, nghị viên Nguyễn Mạnh đã ngỏ lời cảm ơn sự ủng hộ của thị trưởng Sam Leocardo, nghị viên Nguyễn Tâm và nghị viên Ashkara, cũng như dân biểu liên bang Joe Loplin cho nghị quyết, đồng thời kêu gọi đồng viện bỏ phiếu thông qua nghị quyết này để gửi thông điệp cho thế giới cũng như cho Cộng sản Hà Nội biết là thành phố San Jose không dung chấp tra tấn và nước Mỹ cũng như dân Mỹ không bao giờ bán lương tâm cho quyền lợi chính trị cục bộ. HR 21406 to bolster our nation's effort to demand human rights from Vietnam. But this is also signals to all other nations who commit acts of torture on their own political prisoners. Our nation, our people will not mortgage our moral authorities and leadership for geopolitical gain. We have an opportunity today to send a strong message
and I hope my colleagues will join me in this effort. Thank you. Tiếp lời nghị viên Nguyễn Mạnh, nghị viên Nguyễn Tâm cũng hối thúc đồng viện thông qua nghị quyết trừng phạt tra tấn và vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Nghị viên Tâm đã đưa ra bản báo cáo thường niên của tổ chức dòm chừng nhân quyền Human Rights Watch. Theo đó, trong 3 năm qua, đã có 226 người thiệt mạng trong các bót cảnh sát ở Việt Nam, với viện dẫn của phía công quyền Hà Nội là hầu hết chết vì tự tử. Theo nghị viên Nguyễn Tâm, thì đó là bằng chứng rõ rệt cho thấy tình trạng tra tấn đánh chết người thường xuyên xảy ra ở Việt Nam. Week ago, the Human Rights Watch found out and came to a conclusion within 3 years there were 226 unexplicable deaths within the Vietnamese police station from normal people who have a ticket violation put into jail 3 days later the person died. And out of 226, most of the explanation was they commit suicide. So the torture rate and the abuse of citizens, of people who cannot speak out in Vietnam is horrendous. The problem is... Nghị viên Mỹ gốc Ấn Iskara, người đồng bảo trợ cho nghị quyết, cho biết rất vinh dự được đồng bảo trợ cho dự án vì Hoa Kỳ là ánh sáng soi đường cho tự do trên toàn quốc, trên toàn cầu, và nước Mỹ không thể vì quyền lợi tiền bạc hay vật chất mà làm lơ cho sự bất công và bạo tàn. We should never allow our greed and hunger for money to cause us to ignore injustice and brutality ever. And I think in this situation here, I'm appreciative of the support for this particular congressional action, because I think it makes a very clear statement that we will never allow greed or individual. A fraud in places like Vietnam are not afforded a chance to speak. Kính thưa quý vị, chúng tôi rất là hân hạnh được đón tiếp quý vị ngày hôm nay ở tòa thị chính của thành phố San Jose. Như quý vị được biết, là cuộc chiến tranh Việt Nam đã kết thúc vào năm 1975. Tuy nhiên, cuộc chiến đấu đòi giành lại tự do dân chủ cũng như đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam sẽ mãi mãi tiếp tục cho đến khi nào tất cả người Việt Nam chúng ta tại quê nhà được hưởng tất cả những gì mà chúng ta đã được hưởng tại xứ sở này ngày hôm nay. Đó là tự do, đó là nhân quyền, đó là tất cả những quyền cơ bản của con người cần phải được tôn trọng trên đất nước của chúng ta. Đây là một cuộc chiến không phải dễ dàng, rất là khó khăn, vì chúng ta đang ở trong một cái hoàn cảnh phải nói khá phức tạp, là bởi vì vì quyền lợi chiến lược, quốc gia Hoa Kỳ hiện nay đang tìm mọi cách để mà thân thiện với chính phủ cộng sản ở bên Việt Nam, mặc dù chính phủ Hoa Kỳ luôn luôn đòi hỏi cái chính quyền đó phải tôn trọng tự do dân chủ và nhân quyền, nhưng trên thực tế đã không có một cái nỗ lực cụ thể nào để ép buộc thể chế tại Việt Nam hiện nay làm điều đó, và đó là cái sự phũ phàng của thực tế. Tuy nhiên, đồng bào chúng ta, tất cả những người hiện nay vẫn còn cái can đảm để mà đấu tranh cho tự do dân chủ tại bên nhà, rất cần đến sự trợ giúp của người Việt hải ngoại, và đó là trọng trách và đó là nhiệm vụ của tất cả mọi người Việt chúng ta cần phải tiếp tục cuộc chiến này để mà yểm trợ, hỗ trợ tinh thần cho những ai hiện nay đang khao khát ước vọng tự do dân chủ tại Việt Nam, còn nhìn thấy tương lai của chúng ta ở Việt Nam. Quốc gia thân phong thất phu hữu trách, tất cả mọi người chúng ta dù nay không còn gần gũi với quê hương dân tộc, nhưng lúc nào tinh thần chúng ta cũng nghĩ đến dân tộc, cũng đừng nghĩ đến người dân tại Việt Nam. Và một lần nữa, tôi mong rằng tất cả mọi người chúng tôi, cũng như là quý vị, chúng ta mỗi người góp một bàn tay để mà xây dựng nước Việt Nam tốt đẹp hơn, thịnh vượng hơn, và tự do dân chủ sẽ vãn hồi trên quê hương đất nước. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn. Lên tiếng trong phiên họp của Hội đồng thành phố, bàn về nghị quyết trừng phạt những ai vi phạm tội tra tấn ở Việt Nam, đồng thời yểm trợ cho dự luật nhân quyền Việt Nam HR-2140 của Hạ viện Hoa Kỳ. Ông Bob Vương, cựu sĩ quan cao cấp của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, từng bị nhốt tù cải tạo và áp chế trong nhiều năm sau chiến tranh, đã kêu gọi Hội đồng thành phố San Jose thông qua nghị quyết nhằm trợ giúp cho 90 triệu dân ở Việt Nam lật đổ chính phủ Cộng sản Hà Nội, cũng như bảo vệ Trường Sa và Hoàng Sa. Xin phép quý vị
cho tôi được phép nói bằng tiếng Việt và con tôi là Vương Ngọc Quyền sẽ dịch ra tiếng Mỹ cho quý vị. Rồi, tôi là Bốp Quả Vương, một người dân Việt đã từng bị ảnh hưởng của cái sự kèm ghép của chế độ Cộng sản Hà Nội. Và chúng tôi, cả gia đình chúng tôi đã là nạn nhân trực tiếp của chế độ. Và chúng tôi xin cảm ơn các nghị viên và thành phố, thị trưởng San Jose đã ra cả hai cái nghị quyết mà chúng tôi là nạn nhân trực tiếp của cái sự trừng phạt của chế độ Cộng sản Hà Nội. Tôi đã từng làm với chính phủ Việt Nam Cộng hòa trước kia và đã là giám đốc nhà thanh tra quân phí dưới quyền có 6 ông đại tá và 100 sĩ quan của nhà. Và hiện nay chúng tôi xin vắn tắt là nói về hai vấn đề mà chúng tôi, ngoài cái chuyện đã cảm ơn cái nghị quyết do quý vị làm ra đối với chế độ Cộng sản, thì cái còn hai điểm còn lại chính yếu là chúng tôi muốn rằng tất cả mọi người dân Việt ở hải ngoại này là ủng hộ cái 90 triệu dân Việt Nam ở trong nước nghe lật đổ chế độ Cộng sản Hà Nội, bởi vì chế độ Cộng sản Hà Nội đã cai trị oai ăn và tham nhũng, nghe là bóc lột dân chúng rồi ha. Và chúng tôi kêu gọi mọi người cùng chúng 90 triệu dân trong nước, nghĩa là bảo vệ Trường Sa và Hoàng Sa và là giúp cho xây dựng một quê hương đất nước thanh bình với nền độc lập tự do dân chủ. Và sau đây Kiều Hạnh xin mời quý vị thưởng thức du ca từ đoàn du ca của miền Bắc California của chúng ta. Biểu trong dịp này, nghị viên Nguyễn Tâm của quận 7 đã ngỏ lời chào mừng cũng như cảm ơn sự hưởng ứng đông đảo của cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản cho nghị quyết trừng phạt những ai can tội tra tấn và vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, và cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử San Jose hai nghị viên gốc Việt cùng lên tiếng tranh đấu cho quyền lợi của cộng đồng và lý tưởng tự do dân chủ của người Việt. Đây là một bước đầu tiên của những sự đấu tranh dài dẳng của cộng đồng chúng ta. Đặc biệt là đầu tiên trong lịch sử có hai nghị viên ở thành phố cho nên tiếng nói đấu tranh cho hai việc. Vì thứ nhất là quyền lợi của thể cộng đồng, và vì thứ hai là ý quyền ý tưởng tự do tại quê hương nhà. Chúng ta chắc sửa trong 10 tiếng nữa sẽ biểu quyết dự luật ủng hộ cho dự luật tại Hạ viện 2040 của nhân viên Việt Nam và chống sự bóc lột bảo tàng của cộng sản của nhân dân. We welcome you all. This is the historic moment. Thank you for coming. And this is only the first of many important steps in the long fight for the voice of the people who define the voice, for the people who stand up for the human rights. Thank you.
Tiếp lời nghị viên Nguyễn Tâm, nghị viên Johnny Chemis của quận 10 cũng đã bày tỏ sự ủng hộ cho cuộc tranh đấu đòi tự do dân chủ và nhân quyền cho người Việt ở Việt Nam của cộng đồng người Việt ở San Jose. Và là một di dân tị nạn Palestine, nghị viên Chemis rất cảm thông với nguyện vọng cùng khát khao cho tự do dân chủ của người Việt Nam. And I think when you come together, you can accomplish anything. And I'm so proud of my council colleagues, Tam Nguyen and Mon Nguyen, for all the things that they're doing for our city and for all of you. And it is an honor to serve with them here today. Askelra, một nghị viên bản khác của cộng đồng người Việt ở quận 2, và đồng thời còn là ứng cử viên tranh cử chức vụ dân biểu tiểu bang California, đơn vị số 27, đã bày tỏ sự vinh dự cùng với hai nghị viên người Việt, Nguyễn Tâm và Nguyễn Mạnh, cùng thị trưởng Sam Ricardo, đồng bảo trợ cho nghị quyết trừng phạt những ai tra tấn và vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Theo nghị viên Askelra, thì nghị quyết này là một thông điệp nói cho chính quyền Cộng sản Việt Nam biết là chính quyền San Jose cũng như tiểu bang California không chấp nhận tra tấn và áp chế của công quyền, đồng thời cam kết hợp tác tích cực với cộng đồng người Việt trong cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. And in the brief time that I've been serving with Councilor Mon Nguyen, it is very clear that civil rights and human rights are paramount to his service. And we have connected very well on that issue. And I look forward to serving the rest of my term on the City Council with someone like Mon Nguyen, who has shown that he has the integrity and dignity to stand up for freedom here in San Jose and anywhere around the world. So thank you all. Nghị viên Nguyễn Mạnh trong phần phát biểu đã kêu gọi người Việt hải ngoại tích cực tiếp tay cho những nhà đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền trong nước hiện đang phải đối đầu với rất nhiều khó khăn trong tình cảnh khá đơn độc và phũ phàng. Vì chính phủ Hoa Kỳ đã vì quyền lợi chiến lược và đã đang theo đuổi đường lối thân thiện với Cộng sản Việt Nam bất chấp các vi phạm nhân quyền của Hà Nội. Good evening. It's my honor and pleasure and very grateful for being here with you. Tonight represent an opportunity that too many. Kính thưa quý khán thính giả, bên cạnh chúng tôi là nghị viên Nguyễn Mạnh và ngày hôm nay là ngày 20 tháng 10 năm 2015 tại City Hall, thành phố San Jose. Dạ thưa nghị viên, xin ông cho biết mục đích của buổi sinh hoạt ngày hôm nay được tổ chức tại đây ạ. Cảm ơn anh Mỹ Lợi và cũng cảm ơn Việt Vùng Vịnh và xin thân chào quý vị audience của Việt Vùng Vịnh trong vùng Bay Area và đặc biệt là San Jose. Thì cái chương trình ngày hôm nay đó trước hết là để mời đồng bào đến tham dự cái buổi mà thảo luận cũng như là bỏ phiếu quyết định của Hội đồng thành phố San Jose về một cái nghị quyết, đó là nghị quyết chống, nghị quyết trừng phạt những ai mà vi phạm torture, tức là tra tấn, vi phạm có cái hành vi tra tấn ở bên Việt Nam, và đồng thời cũng làm cái nghị quyết yểm trợ cho cái dự luật HR 2140 của Hạ viện Hoa Kỳ. Cái nghị quyết của Hạ viện Hoa Kỳ cũng cùng cái bản chất là chống tra tấn cũng như là yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ phải có biện pháp trừng phạt những ai vi phạm tra tấn và những ai vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Thì hôm nay chúng tôi mời đồng bào đến để mà chứng kiến cái phiên họp đó, cũng như là việc Hội đồng thành phố San Jose sẽ bỏ phiếu mà theo tôi nghĩ là nhiều phần sẽ được thông qua. Và thứ hai nữa, đây cũng là cái dịp mà để cho cá nhân tôi và nghị viên Nguyễn Tâm cảm tạ cũng như là những gì mà Đồng Hương Việt Nam đã yểm trợ cho hai nghị viên người Việt vào được Hội đồng thành phố San Jose để mà tranh đấu cho quyền lợi của người Việt tị nạn cộng sản ở thành phố này. Khoảng 200 người Việt cùng đại diện của một số tổ chức hội đoàn và truyền thông báo chí người Việt ở San Jose và vùng Nam Vịnh đã tham dự chương trình vận động cho nghị quyết trừng phạt những ai vi phạm tội tra tấn ở Việt Nam, đồng thời yểm trợ cho dự luật nhân quyền Việt Nam HR 2140 của Hạ viện Hoa Kỳ tại tòa thị chính San Jose trong buổi chiều tối thứ ba ngày 20 tháng 8 năm 2015 vừa qua. Thưa quý vị, bên cạnh chúng tôi là nghị viên Nguyễn Tâm, và thưa ông, xin ông cho biết rằng mục đích của cái buổi sinh hoạt ngay bây giờ để gặp gỡ đồng hương để làm gì ạ? Thưa, hôm nay là cái buổi họp báo và gặp gỡ thân mật của nghị viên Nguyễn Mạnh tổ chức
và cùng chúng tôi để bảo trợ cho cái dự luật tối hôm nay chúng ta sắp sửa bầu phiếu vào lúc 7 giờ tối. Và bây giờ lúc 6 giờ là để có cái buổi họp báo chia sẻ và tâm tình với nhau để nói về cái sự cái cương quyết chúng ta đấu tranh ủng hộ cho dự luật mà nhân quyền Việt Nam là HR mà 2140 đã được thông qua tại Hạ viện Hoa Kỳ và đang ba muốn tranh đấu để được thông qua luôn tại Thượng viện. Vì vậy, không những chúng ta ngày hôm nay sẽ ra một cái dự luật tại San Jose để yểm trợ cho những cái luật nhân quyền đó, mà còn có một cái chúng ta gọi là cái anti-torture, là chống những vấn đề hình thức nào mà bạo hành, bóc lột đối với người dân Việt Nam do các chính quyền cộng sản. Vì vậy trong cái hôm nay là một đánh dấu, một biến cố quan trọng trong sự lớn mạnh về sinh hoạt chính trị, đồng thời đoàn kết sức mạnh của chúng ta trong việc đấu tranh cho quê hương đất nước và cộng đồng chúng ta ngày hôm nay. Lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ, quốc ca Hoa Kỳ. It's the U.S. national anthem. Oh, say can you see? Một màu xanh đầy hy vọng cũng như